Những cái thực phẩm bệnh nhân ung thư tuyến giáp cần nên ăn đầu tiên là những loại rau lá xanh, ví dụ như là rau bina này, rau diếp này, và các loại rau lá xanh được khuyến khích trong chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư tuyến giáp vì các loại rau này rất giàu những cái khoáng chất và magie. Đây là một loại những chất giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất này của tuyến giáp. Các triệu chứng như chúng ta hay thấy như là mệt mỏi này, đau nhức cơ này, mỏi cơ này, hay là chuột rút, hoặc là những cái dấu hiệu về tim mạch làm rối loạn nhịp tim, đây là do đây một cái báo hiệu cho thấy chúng ta không cung cấp đủ magie cho cơ thể. Thứ hai là những loại hạt, ví dụ như hạt điều, hạt hạnh nhân này, hạt bí, đây là những nguồn cung cấp thực phẩm tuyệt vời giàu magie, tốt cho tuyến giáp. Các loại hạt sẽ cung cấp cho cơ thể protein thực vật này, kẽm này, đồng này, vitamin E và vitamin D, giúp cho chúng ta hoạt động chân chu hơn. Thứ ba đó chính là hải sản. Để có được một tuyến giáp khỏe mạnh nhé, thì các loại hải sản như là tôm, cá, cua sẽ là một lựa chọn đúng đắn cho chế độ dinh dưỡng dành cho bệnh nhân tuyến giáp. Hải sản chứa rất nhiều vi chất bổ dưỡng, ví dụ như là iốt này, kẽm này, vitamin B này, omega 3 này, đó là những cái chất giúp tuyến giáp chúng ta hoạt động chân du và khỏe mạnh. Thứ tư đó là các vitamin chống oxy hóa và vitamin B. Các vitamin A, C, E là các chất chống oxy hóa hiệu quả giúp loại bỏ những tổn thương tuyến giáp, ví dụ như là rau lá xanh này, thịt gà này, trứng, các loại đậu, hải sản, vỏ cứng, mầm lúa mạch, hạnh nhân, đậu Hà Lan hay là ngũ cốc nguyên hạt. Những cái chất rất giàu vitamin B cần được bổ sung vào chế độ ăn uống để tuyến giáp hoạt động khỏe mạnh. Vấn đề thứ năm đó là kẽm, đồng và sắt, vì đây là những cái chất dinh dưỡng vi lượng cần thiết cho chức năng tuyến giáp hoạt động tối ưu hơn. Kẽm giúp tăng mức hoạt động của hormone này, đồng thời cần thiết cho việc sản sinh những hormone tuyến giáp. Còn sắt lại hỗ trợ hoạt động tuyến giáp diễn ra hiệu quả, bổ sung các loại thực phẩm như là gì, gan này, nấm, củ cải, rau mùng tơi vào chế độ ăn uống hàng ngày để đảm bảo các khoáng chất này. Và thứ sáu đó chính là iốt. Thì tuyến giáp của con người dùng iốt để tổng hợp ra các hormone tuyến giáp. Vì thế việc cung cấp đầy đủ iốt hàng ngày qua bữa ăn giúp tuyến giáp hoạt động để ổn định và trơn tru hơn, làm giảm sự hình thành các u của tuyến giáp. Nhưng không phải người nào cũng đủ iốt hoặc để bổ sung iốt đầy đủ qua chế độ ăn uống hàng ngày, nhất là những người sống ở vùng xa biển này, vùng cao này, những cái thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày thì không và rất ít iốt. Thì ngoài ra bạn có thể bổ sung ăn những loại như tảo biển này, rong biển này, trứng gà thì rất giàu iốt. Tuy nhiên các bạn cần phải lưu ý là việc hấp thụ quá nhiều iốt có thể gây ra những cái vấn đề về tuyến giáp như là viêm tuyến giáp này, làm cho các triệu chứng tuyến giáp trở nên tồi tệ hơn, nên chúng ta cần lưu ý. Và tiếp theo đó chính là selen. Các khoáng chất này cần thiết cho việc sản sinh và điều tiết hormone tuyến giáp. Bạn nên bổ sung nhiều hơn các thực phẩm tự nhiên giàu selen như là cá hồng này, cá ngừ này, gan bò, nấm, tôm và cá, các loại hạt. Thứ 8 đó chính là omega 3. Những cái axit béo này giúp tế bào nhạy cảm hơn với hormone tuyến giáp, làm tế bào tuyến giáp hoạt động hiệu quả hơn và chống lại những cái gốc tự do, những cái chất độc trong tuyến giáp gây ra. Việc bổ sung axit béo omega bằng cách chúng ta ăn dầu cá này, cá mòi, cá hồi, hạt lanh hoặc thịt bò, đậu nành hoặc tôm. Ngoài ra chúng ta phải dùng những cái viên dầu omega 3 rất tốt cho tuyến giáp.